đàn giáo sư chúng con. Vâng, thưa quý cha, thưa quý thầy, quý dì và toàn thể cộng đoàn. Cha có. Ở tại khuôn viên thánh đường của giáo xứ Tân Tư, chúng con đang dập lên một màu sắc rất đặc biệt. Và cũng xin tạ ơn Chúa
đã thương gìn giữ gia cố luôn chu toàn xứ phụ cách trung thành. Xin tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Xin mời công đoàn đứng để chúng ta cùng kiện được thánh lễ. Đức Tổng Phêrô, kính thưa cha Tổng đại diện Tổng giáo phận Sài Gòn, kính thưa cha Tổng đại diện giáo phận Phú Cường, kính thưa quý cha hạt trưởng, quý cha cố, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn, hôm nay trong niềm vui mừng chúng ta họp nhau nơi đây để cùng dìm dân thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện các đặc biệt cho cha cố về tôn ban Nguyễn Văn Điểu trong dịp kỷ niệm 50 năm linh mục, đồng thời cũng tuần thọ 80 tuổi. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho cha cố tôn ban được luôn sát tín vào tình thương của Thiên Chúa đối với mình và luôn có thể cảm nhận được một cách sâu sắc và phong phú tình thương của Chúa để ngài có thể luôn vui sống và hạnh phúc ở trong chính tình yêu ấy trong mọi ngày của đời sống của mình. Với những tâm tình ấy, giờ đây để lời tạ ơn và những lời cầu nguyện của chúng ta được đẹp lòng Chúa, chúng ta hãy thành tâm sám hối và lỗi lầm thiếu sót của mình và đại xin Chúa thứ tha. Người mà muốn vươn cơ cao thành thì loài người
muốn gửi lời chào. Con biết là cha cố cũng có muốn, ban đầu cha cố cũng muốn tổ chức đâu, cha ông tài năng nghỉ mãi thì ngày có nhiều, mà rồi sau đó thì cô biết là đến lúc mà khi người ta thắp hương, người ta đưa mình đến nơi mình chẳng muốn thì ngày cũng gặp cô. Con hiện nay có những điều để biết chúng ta vui mừng chia sẻ niềm vui với ngài, cầu nguyện cho ngài vì đó là điều tốt đẹp. Lần lần chia sẻ với ngài trong cuộc sống thì đó là điều đẹp nhất. Còn để vài lời để thôi thành cái lần cuối lễ. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi dân Chúa. Chúc anh chị em đi.